Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách kiểm tra xem có ai đăng nhập vào tài khoản Zalo của mình hay không. Thì đầu tiên mình vào Zalo nè. Tiếp theo mình sẽ tích chọn vào dấu cộng bên góc phải màn hình nè. Tiếp tục mình sẽ chọn vào cái mục là lịch sử đăng nhập. Thì ngay lập tức nó sẽ hiện ra cái danh sách những thiết bị đang đăng nhập tài khoản Zalo của mình. Và trong danh sách này là nó có hai thiết bị đang đăng nhập. Một là thiết bị Apple, hai là thiết bị là Chrome Mobile. Thiết bị Apple đây là chiếc điện thoại Apple này. Còn thiết bị Chrome Mobile Android này của chiếc điện thoại Redmi này đang đăng nhập tài khoản Zalo trên chiếc điện thoại Apple này. Ví dụ như thiết bị Chrome Mobile Android này đang đăng nhập trái phép tài khoản Zalo của mình. Bây giờ mình sẽ bấm đăng xuất. Và khi mình bấm đăng xuất là nó sẽ thoát khỏi thiết bị trên chiếc điện thoại Redmi này. Ví dụ bây giờ bấm đăng xuất này. Đăng xuất. Thì ngay lập tức trên chiếc điện thoại Redmi này nó sẽ thoát khỏi tài khoản Zalo của mình như thế này. Cách kiểm tra như thế này để xem có ai đăng nhập vào tài khoản Zalo của mình hay không á, rất hay và rất hữu ích. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.